Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả của người Việt TV. Sau đây là một điểm tin sáng thứ sáu, mùng 3 tháng 7 năm 2015. Sáng nay, tòa Bạch ốc vừa loan báo cho biết là Tổng thống Barack Obama sẽ chính thức tiếp kiến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào ngày mùng 7 tháng 7 sắp tới đây ngay tại tòa Bạch ốc. Và nhân dịp này thì lãnh đạo nước Mỹ sẽ nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa hai kẻ cựu thủ Washington và Hà Nội và đồng thời sẽ muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác trong những năm sắp tới cuộc gặp gỡ này mang tính cách lịch sử vì Nguyễn Phú Trọng sẽ là nhân vật Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên được đặt chân đến đất Mỹ và được tiếp tại tòa Bạch ốc trong bối cảnh Washington và Hà Nội nối lại bang giao cách đây 20 năm và cuộc chiến Việt Nam chấm dứt cách đây đúng 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong khi đó thì từ Hà Nội Nguyễn Phú Trọng đã trả lời bằng văn bản với một số các cơ quan truyền thông quốc tế cho biết là cuộc viếng thăm nước Mỹ và gặp tổng thống Barack Obama nhằm giúp xây dựng sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, cũng như để thảo luận về những phương cách thắt chặt quan hệ song phương. riêng trả lời cuộc phỏng vấn của báo Wall Street Journal, thì lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng Hoa Kỳ là một uh, lực rất là quan trọng thúc đẩy cái sự ổn định trong vùng và đồng thời cũng lên tiếng hoan nghênh chính sách của nước Mỹ nhằm giải quyết tất cả một cuộc tranh chấp tại biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Thưa quý vị, đây là một bằng chứng rõ ràng cho thấy hai kẻ cựu thù Washington và Hà Nội đã xích lại với nhau ngày càng thắm thiết hơn. Đại hội Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc vừa mới chấm dứt từ Bắc Kinh và đã thông qua một đạo luật an ninh quốc gia từ cho phép Trung Quốc quyền sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ những quyền lợi. Và lãnh đạo Bắc Kinh nói rằng quyền lợi sinh tử theo lời một quan chức cao cấp của Trung Quốc, thì Trung Quốc sẽ không nhượng bộ cho bất kỳ một cuộc tranh tranh chấp, can thiệp hoặc là thả hiệp nào khi cần bảo vệ những quyền lợi sinh tử của đất nước. Luật an ninh này nhằm nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong việc duy trì an ninh tại biển Đông, khu vực mà Trung Quốc đang ngang ngược chiếm đóng của nhiều quốc gia láng giềng ở trong vùng. Sau South China Morning Post phát hành tại Hồng Kông thì cho biết là quân đội Trung Quốc dự định tăng cường sự hiện diện quân sự ngoài khơi để bảo vệ những quyền lợi của Trung Quốc ở nước ngoài và có thể sử dụng uh, quân sự nếu uh, biện pháp này cần thiết. Rõ ràng đây là một luật thì nhằm mục đích thỏa mãn những tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Một trận đồng đất đo được uh, 6,5 trên địa chính kế Richter đã xảy ra tại vùng uh, Tân Cương, nằm về phía tây bắc của Trung Quốc gây thiệt mạng ít nhất là 4 người và 48 người khác bị thương hủy hoại một số những căn nhà Mọi liên lạc đã bị gián đoạn và một phi trường đã bị đóng cửa sau trận động đất nối tiếp với một loạt các cuộc hậu trấn Khu vực này là khu vực sinh sống của sắc dân thiểu số Uyghur Nhiều vụ tấn công đã xảy ra tại khu vực đông bắc của Nigeria giết chết gần 150 người và những kẻ chủ mưu là tổ chức khủng bố hồi giáo Boko Haram. Theo lời kể của những nhân chứng thì những tay súng thuộc tổ chức hồi giáo này đã bước vào một cái nhà thờ và bắn những người đàn ông trong lúc họ đang cầu nguyện, trong bối cảnh người hồi giáo trên toàn thế giới đang bước vào mùa chay Ramadan. Sau đó thì những tay súng đã tấn công vào nhà dân, lôi phụ nữ ra đường bắn chết trong khi những phụ nữ này đang chuẩn bị bữa cơm của gia đình vào buổi chiều. Cả hai thị trấn bị tấn công đều thuộc vào tiểu bang Borno, là tâm điểm của phong trào nổi dậy Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã diễn ra trong vòng 6 năm qua tại Nigeria. Tin của hãng thông tin UPI cho biết là cựu nghị sĩ đảng Dân Chủ từng là thống đốc tiểu bang Virginia là ông Jim Webb vừa mới loan báo ý định ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016. Phát biểu với báo chí thì ông Jim Webb nói rằng đây là một thử thách lớn lao của ông bởi vì phải đối đầu với một ứng viên khác của đảng dân chủ và là ứng viên sáng giá nhất đó là bà cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton ông Webb uh, từng là thượng nghị sĩ của tiểu bang Virginia vào năm 2006 khi ông đắc cử cựu chiến binh uh, trong cuộc chiến Việt Nam ở đơn vị thủy quân lục chiến và thời của tổng thống uh, Reagan thì ông là bộ trưởng uh, Hải quân của nước Mỹ bị bộ trưởng trẻ tuổi nhất với một phong thái lúc nào cũng mặc sơ mi ngắn, cụt tay và hòa đồng với binh sĩ. Năm nay ông 69 tuổi và vợ ông là một thuyền nhân Việt Nam, đến nước Mỹ từ lúc còn bé trong bối cảnh sụp đổ của miền Nam Việt Nam. Tên của bà là Hồng Lê và hai ông bà, hai ông bà có với nhau một đứa con gái. Thưa quý khán giả, trong bối cảnh dân chúng Hoa Kỳ đang nao nức uh, chào đón uh, lễ độc lập 4 tháng 7 sắp tới đây, thì có nhiều chi tiết trong lịch sử Hoa Kỳ rất lý thú điển hình là chúng ta biết rằng có một số vị tổng thống Hoa Kỳ đã qua đời vào ngày mùng 4 tháng 7 hoặc là đã ra đời vào ngày mùng 4 tháng 7 một số vị tổng thống sinh vào ngày mùng 4 tháng 7 thí dụ như là tổng thống John Adams là vị lãnh đạo thứ hai của Hoa Kỳ à, tổng thống Thomas Jefferson tổng thống James Monroe đều từ trần vào ngày mùng 4 tháng 7 Riêng Tổng thống thứ 30 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ là Calvin Coolidge, thì ông ra đời vào ngày 4 tháng 7 năm 1872. Một trong những người giàu có nhất trên thế giới là hoàng tử xứ Saudi Arabia tên là Bin Talan. Sáng nay tuyên bố là ông sẽ dành toàn bộ tài sản của ông, trị giá 32 tỷ Mỹ Kim cho công việc từ thiện. Nói với báo chí phát hành từ khu vực Trung Đông thì vị hoàng tử này nói rằng Ông lấy cảm hứng này từ nhà tỷ phú Bill Gates và phu nhân của ông Bill Gates là bà Melinda Gates. Ông Bill Gates lập tức lên tiếng ca ngợi việc làm của ông Hoàng tử Saudi Arabia và nói rằng những người làm việc trên um, thiên nguyện ở trên thế giới nên lấy um, cái gương của ông Hoàng tử Bin Talal. Tại Hoa Kỳ thì thưa quý vị giải quốc Cup mà đội nữ Hoa Kỳ sẽ vào chung kết đá chung với đội Nhật sẽ diễn ra một ngày Chủ nhật tuần này tại một sân đá ở bên Canada. Trong những vị khách tham dự mọi người sẽ ngạc nhiên vô cùng vì có sự hiện diện của phu nhân phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Bà sẽ cầm đầu một phái đoàn với nhiều các thể thao gia của Hoa Kỳ tham dự trong cái trận đấu tại Vancouver thuộc British Columbia bên Canada, bà Biden đã nói trong một cái bản thông cáo báo chí rằng hãy hoan nghênh đội Hoa Kỳ và chúng ta tin rằng giải vô địch bóng đá nữ năm nay sẽ được trao cho đội của nước Mỹ. Nhổ gần hết hàm răng mới biết bị nhổ oan. Thưa quý vị, đó là tựa đề của một bài viết được đăng trên tờ VnExpress ở trong nước. Kể là câu chuyện của một người đàn ông tên là Đỗ Hà Bắc, 49 tuổi sinh tại Bình Định. Mỗi lần ông bị đau vùng mặt mà răng tê nhất, đầu không thể nào um, suy nghĩ được gì hết thì ông đã đến phòng um, nha khoa để nhờ nha sĩ nhổ răng. Và sau khi um, cứ mỗi một lần đau như vậy thì nha sĩ lại nhổ một vài cái răng của ông cho tới khi nhổ gần trụi chỉ còn lại ba chiếc mà thôi. Thì cách đây ba ngày một bác sĩ khác mới khám phá ra rằng ông nhức đầu tê cứng vùng mặt bị nhức răng hoàn toàn không phải vì hàm răng mà bởi vì cái thần kinh số 5 của ông nó đã bị đè lên thế là một bệnh viện tại Sài Gòn đã đưa ông vào phòng mổ và sau một uh, cuộc giải phẫu kéo dài một ngày ông đã hồi phục và bây giờ ông chưa biết là cái cơn đau nhức hoàn toàn tan biến mất như vậy trong vòng 20 năm vừa qua ông chịu nhổ gần hết hàm răng mà do sự uh, trần bệnh của một vị nha sĩ trần bệnh sai. Đây là một lời cảnh báo cho những người nào đi nha sĩ nói chung và đặc biệt là đi về khám uh, và chữa răng tại những quốc gia kém mở mang ở trong đó có Việt Nam bởi vì uh, không chừng sẽ mất hết hàm răng lúc đó mới biết rằng nơi mình bị đau là đau cái tay chứ không phải là đau răng. Thì khán giả xin chào tạm biệt uh, quý vị. Uh, kính chúc quý vị uh, những ngày cuối tuần uh, vui vẻ hạnh phúc bên gia đình trong uh, ngày lễ độc lập của nước Mỹ và hẹn gặp lại trong chương trình điểm tin của uh, người Việt TV vào thứ hai tuần tới.